Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo Ngọc Hoa Phạm. Ở những video trước mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thiện các button và tổng thời gian và phiên bản di chuyển sheet 3 bài hát đã cập nhật theo. Nhưng tiếp tục ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tác đầu tiên là cập nhật thời gian cũng như cái thời gian của sheet 3 nó di chuyển nhất từ từ di chuyển theo thời gian của bài hát nó phát. Rồi mình cũng quay trở lại code. Ở đây mình thấy là do cái chỗ mà mình cập nhật thời gian á, nó cũng sẽ phụ thuộc theo khi bạn play next hoặc read, mình sẽ gọi lại tới 3 lần. Vậy ở đây mình cũng sẽ tạo cho nó một cái function. Nó đầu tạo function nhỏ ha. Rồi. Mình đã là update time xong. Và thời gian của sheet 3 lẫn của cái tag view đầu tiên của mình. Update time xong ở đây. Trước tiên là mình sẽ thử thời gian của cái test trước nha. Nó nhảy, mình sẽ quan sát nó dễ hơn. Thì nó có vấn đề thì bạn xem là khi bạn nhấn play là thời gian mà nó hát cái test nó phải tăng từ 01, 02, 03 tới 059, nó chuyển thành 1.2.00 rồi nó tăng tiếp đến khi bài hát nó hết thì thôi, chuyển bài hát mới nó cập nhật từ đầu. Bây giờ xử lý cho đó là vấn đề nào? Bây giờ nếu mà bạn mặc định á, bạn để có một cái biến nó tăng dần thì nó sẽ không ổn. Đến một lúc nào đó bạn phải cập nhật, ví dụ nãy nó là 059 thì làm sao bạn phải cập nhật lại cho nó thành không. Thì có một cách nó đơn giản hơn là mình cập nhật thời gian dựa theo thời gian của bài hát nó đang phát luôn. Hằng meta player nó có trả thời gian hiện tại khi bạn gọi nó đang hát tới giây thứ bao nhiêu nó trả mình. Thì việc còn lại á, là làm sao để trong khoảng nửa giây một giây bạn cập nhật lại cái thời gian đó cho nó. Còn việc định dạng thì mình đã sử dụng Simulate Format để định dạng được rồi, rất là nhanh. Thì để cho nó lặp đi lặp lại để kiểm tra liên tục, mình sử dụng hằng quản lý chương trình handler. Handler thì mình cũng đã học ở những cái bài trước rồi ha. Đó đây mình chỉ gọi handler ra sử dụng. Bạn nào mà quên về handler thì bạn quay về phần trước mình xem lại. Rồi trong function update time xong nè, mình khai báo một cái handler. Và handler mình nhớ chọn của Android.os đầu tiên đây. Mình khởi tạo đó, new handler. Và trong handler thì mình sử dụng công thức cho nó là post delay new runable. Rồi, chú ý nghe này. Mình có một cái tham số thứ hai là cái delay. Delay cái này thì muốn vừa click cây nó chạy luôn. Delay mình phải giảm xuống mức nhỏ nhất cho nó luôn. Như chừng 100 thôi, là 1 phần 10 giây. Trong đây thì bây giờ làm cái việc là cập nhật thời gian. Cập nhật thời gian là mình làm cái gì? Lấy thời gian hiện tại rồi mình cập nhật lại định dạng phút giây cho cái test đầu tiên. Thì mình cũng khai báo lại thằng Simulate Format định dạng. Để cho nó định dạng cũng định dạng giờ luôn ha. New Simulate Format. Cũng đã là phút 2m2.s. Mình ngắn hẳn gọi test time xong set định dạng giờ chấm một mask. Rồi trong đây mới cái phần thời gian thì mình chỉ biết về meta player chấm get duration, còn nhà mỗi là mình cập nhật là muốn lấy cái thời gian hiện tại đang hát, đang hát cái gì thứ 10, thứ 30 hoặc phút gì đó thì mình cũng gọi từ meta player get và nó có get current position, vị trí hiện tại của cái meta player đang được phát, nhớ đây ha, get current position. Và nếu chỉ để như vậy không thì nó chỉ lặp lại được có một lần thôi đúng không? Nếu mình gọi tiếp tục là handler cũng là post delay nhưng không khởi tạo new runnable mà mình gọi là this, nó chạy lại chính cái function run này. Thì phần này mình đã nói trong những cái phần handler trước rồi ha. Và tiếp theo là thời gian nó cập nhật, tức là nó chạy lặp lại thì muốn khoảng một giây thì nó lặp lại hoặc là nửa giây tùy ý mình để này. Bây giờ muốn trong vòng mà nửa giây đi ha, là 500 để nó cập nhật lại. Trước tiên mình cũng sẽ thử, nó nãy mình gọi trong next rồi play, mình đã test trước trong button play, play được thì chuyển hai phần kia, mình thu gọn này lại. Đấy, trong button play ha, nó sau khi mà gọi set time to nè, mình gọi update time xong rồi mình check coi thời gian nó có nhảy được 0102 hay không. Rồi, bài đầu tiên, click button play, bạn chú ý cái test đầu tiên của mình nè. Play.
nó di chuyển được ha, cái thời gian mình sang tháng mình hỏi thử. Cái này mình chịu khó mình để test lên tới 59 là 1 phút 2 phút thử. Sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao, dù xa lao dù xa sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là rồi bao nhiêu phiền lo trong đời. Rồi bạn thấy anh nó nghe lên từ 0:59 nó cập nhật cho mình là 1 phút không mấy lên. Thì nó cứ do là cái thời gian get current nó xét ra thôi. Còn việc định dạng là do thằng siêu đẹp format nó lo cho mình rồi. Đấy, rất là dễ đúng không? Nó cập nhật liên tục liên tục. Vậy tiếp theo mình sẽ làm luôn cái phần sheet 3 cho nó. Thì sheet 3 mà để nó tăng lên từ từ. Thì hôm qua nó cũng lấy thời gian hiện tại và nó cộng thêm. Thì cái phần mà mình nói là set mask cho sheet 3 mình đã làm phần trước rồi. Thì phần này chỉ việc cập nhật lại thôi. Ha. Thì ở đây mình sẽ cập nhật thêm chỗ này. Đó là update cái phần project của cái SK song theo cái thời gian bài hát mình chạy luôn. Chúng ta gọi là SK song chấm set project thì truyền vào cũng là meta player chấm get current. Tao nhớ hai cái mask với cái phần get duration của nó đã bằng nhau rồi ha, thì mình truyền vào cho nó như vậy thôi. Rồi mình check lại đơn giản như vậy thôi, một dòng. Click play mình kiểm tra. Thì các bạn nhích này á, thì phải cũng là để cho văn vài vài chục giây để ăn test. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao, dù xa lao dù xa sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa. Thì em thấy là cái sheet 3 của nó di chuyển nhích từ từ lên, nó tương ứng cái thời gian. Thì cái sheet 3 tốc độ của nó nhanh hoặc chậm á là do cái thời gian của bài hát của mình. Ví dụ 5 phút, 10 phút thì chậm, mà như bài hát có 1 phút, 2 phút tốc độ sẽ nhanh hơn. Tại nó chia nhỏ cái sheet 3 của mình ra đó, nó cập nhật. Thì khi đã button play của mình đã test xong rồi á thì mình sẽ để qua next và re luôn, để khi mà click next qua nó cập nhật lại cái thời gian nó chạy tiếp. Và mình thử mình click trên cái sheet 3 nó di chuyển bài hát thử nha. Hôm nay quay về đâu nè. Rồi nãy thời gian cũng như cái sheet 3 cũng nhích lại từ ngay khoảng đó. Đó mình thử bạn đằng giữa nào chú ý cái thời gian cái sheet 3 nó tiếp tục ngay vị trí đó. Thời gian cũng tăng lại luôn. Đấy, việc còn lại là nó đã tự động xử lý cho mình hết. Cập nhật thời gian khi kéo cả sheet 3. Để nhớ ngay chỗ là get current. Nó cập nhật ngay chỗ đó cho mình. Của Meta Player. Đấy, nó hỗ trợ rất tốt phần này. Đấy, tiếp theo mình quay về Next Very. Mình gọi Update Time Song nè. Tìm button Ray. Update Time Song. Button Next. À, ok, mình check lại hai chỗ này. Mình sẽ check nhanh cho nó ha, mình kéo cái sheet 3 để coi nó cập nhật đúng hay không thôi. Play. Qua bài hát khác à,
thời gian xếp lại, chiếc 3 quay từ đầu. Nhìn tiếp theo, mình chú ý hai chiếc 3 luôn, hai hai cái test ha, cái chiếc 3, cái test ở trên. Rồi mình quay lại, mất tin rồi. Em không bận tâm mà sao thế nào. Rồi ok, nó hoạt động ổn ở ba cái button play next ray. Cái đó là thời gian nó tương đối hoàn chỉnh rồi. Về app với chức năng về button là shift 3 test cập nhật thời gian, tổng thời gian là shift 3 tự chuyển theo, nó tất cả nó gần như đã hoàn chỉnh. Thì ở những video sau mình có thể chỉnh thêm vài cái, nó còn vài cái mình có thể làm cho nó hoàn thiện được chút xíu. Thì cơ bản ở video này những chức năng mình đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.